À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào các con. Trong buổi học ngày hôm trước thì chúng ta đã học xong bài 1 những gương mặt thân yêu. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu bài 2 là những bí ẩn của thế giới tự nhiên trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 chân trời sáng tạo. Để tìm hiểu bài 2 này thì chúng ta sẽ đi vào văn bản đầu tiên là bạn đã biết gì về sóng thần. Chúng ta vào phần 1 là trước khi đọc. Vậy trước khi đọc văn bản thì chúng ta cùng trả lời câu hỏi trang 33 sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1. Con đã biết gì về sóng thần? Trong tình huống nếu chẳng may gặp sóng thần thì chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh? Thì như chúng ta thấy, sóng thần là một trong những cái loại thiên tai vô cùng nguy hiểm. Nó có thể gây ra một cái thiệt hại vô cùng nặng nề cho cả người và của. Trong một tình huống nếu mà chúng ta gặp phải sóng thần, để bảo vệ chính mình và hỗ trợ những người xung quanh thì chúng ta cần phải biết những cái phương pháp, những cái giải pháp cơ bản nhất. Thứ nhất là gì nhỉ? Chạy đến nơi an toàn ở các bãi đất cao hoặc xa bờ biển từ 500m trở lên. Và phải biết sơ tán vào sâu trên đất liền. Khi mà chúng ta sơ tán vào trong đất liền thì chúng ta cần chỉ mang theo những cái vật dụng cần thiết như là tài sản hay là những cái giấy tờ quan trọng. Thứ hai, chúng ta sẽ vào trải nghiệm của văn bản. Ở phần này chúng ta sẽ theo dõi nhan đề và hệ thống đề mục của văn bản và quan sát xem là cái nhan đề và hệ thống đề mục này thì cho ta biết điều gì. Nhan đề là bạn đã biết gì về sóng thần. Còn hệ thống đề mục đây thì chúng ta có thể thấy đầu tiên là gì nhỉ? Cơ chế hình thành sóng thần. Thứ hai là nguyên nhân gây ra sóng thần. Thứ ba là dấu hiệu sắp có sóng thần. Thứ tư là các thảm họa sóng thần trong lịch sử. Và thông qua cái nhan đề và đề mục thì chúng ta có thể thấy nhan đề và hệ thống đề mục của văn bản cho chúng ta biết là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sóng thần đúng không nào? Câu 2 là đọc quét. Sau khi đọc một lượt văn bản thì điều khiến sóng thần trở nên đáng sợ nhất với con người là gì? Ở đây chúng ta có thể thấy sóng thần trở nên đáng sợ nhất với con người là khi nó đến gần bờ đúng không nào? Chúng ta có thể thấy trong sách giáo khoa người ta có ghi. Tiếp theo là câu 3, đọc hiểu phương tiện phi ngôn ngữ. Thì chúng ta thấy hình ảnh minh họa ở đoạn này có hỗ trợ cho ý tưởng chính của toàn đoạn hay không? Ở phần này thì chúng ta sẽ sở sách giáo khoa trang 36. Thì đây là một cái hình ảnh minh họa cho cái ý tưởng của toàn đoạn đúng không nào? Đây là hình ảnh một ngôi làng trên bờ biển Samacha đổ nát sau thảm họa sóng thần đúng không? Và nó giúp cho người đọc dễ hình dung được xem sự thay đổi và cái đường di chuyển của sóng thần nó quét qua như thế nào. Đồng thời nó cũng thể hiện được là những cái thiệt hại qua cái trận sóng thần này nó gây ra sao. Tiếp theo là phần suy ngẫm và phản hồi. Bên phải chúng ta thấy đây là hình ảnh sóng thần đúng không? Chuẩn bị ập đến này. Vậy qua văn bản thì chúng ta có thể thấy văn bản giới thiệu những cái thông tin cơ bản nhất về sóng thần như là định nghĩa này, cơ chế hình thành này, nguyên nhân này và dấu hiệu nhận biết. Đồng thời thì qua văn bản cũng nêu ra được một cái số thảm họa sóng thần lớn xuất hiện trong lịch sử nhân loại đúng không nào? Để tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ đi tìm đọc và trả lời những câu hỏi dưới phần văn bản. Đầu tiên là câu 1 trang 36 sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1. Mục đích của văn bản trên là gì? Những đặc điểm nào của văn bản giúp chúng ta nhận ra cái mục đích ấy? Vậy chúng ta thấy mục đích của văn bản là giúp cho người đọc nắm bắt và hiểu rõ hơn những thông tin về sóng thần như là định nghĩa và dấu hiệu về sóng thần này. Hay là đặc điểm của văn bản giúp ta nhận ra cái mục đích ấy là gì? Là văn bản chia ra bố cục theo từng các đoạn chính là tương ứng với các hệ thống đề mục đúng không? Đề định nghĩa này, cơ chế hình thành này, nguyên nhân này và dấu hiệu. Cuối cùng là các thảm họa sóng thần trong lịch sử. Câu 2, chỉ ra cách trình bày thông tin và căn cứ xác định của một số đoạn văn sau. Câu đầu tiên, câu A, khi sóng thần được tạo ra ngoài khơi xa Alaska năm 1958 cao đến 525m. Và B là nguyên nhân gây ra sóng thần chủ yếu do động đất trong khu vực vòng đai lửa châu Á-Thái Bình Dương. Và C là những người trên bờ biển
khó biết sóng thần sắp tiến về phía mình, đến vùng cao hơn để trú ẩn trước khi sóng thần đến. Thì chúng ta có thể thấy ở câu A là cách trình bày thông tin là dựa theo cấu trúc so sánh và đối chiếu thông qua các từ ngữ, ví dụ là do vậy hay là nói cách khác. Còn ở câu B thì sau khi đọc thì chúng ta thấy cũng là cấu trúc so sánh và đối chiếu, đúng không nào? Căn cứ vào một từ ngữ như là ngoài ra. Còn câu cuối cùng cũng tương tự là cấu trúc so sánh và đối chiếu, căn cứ vào từ là hoặc và từ do vậy. Thì chúng ta có thể gạch chân vào trong sách giáo khoa và viết vào vở. Câu 3, trang 37, sách giáo khoa ngữ văn lớp 8, tập 1. Tìm thông tin cơ bản của đoạn văn sóng thần đã được nhắc đến đoạn ngày 17 tháng 7 năm 1998, sóng thần làm hơn 2.100 người chết tại Papua New Guinea. Thông tin cơ bản đã được thể hiện bằng những chi tiết nào và xác định vai trò của những chi tiết này trong đoạn văn? Chúng ta thấy thông tin cơ bản đã được thể hiện bằng các số liệu cụ thể là ngày tháng diễn ra sóng thần này và số lượng người thiệt mạng, đúng không? Chúng ta thể thấy đây là ngày diễn ra sóng thần là ngày 17 tháng 7 năm 1998 và cái số người thiệt mạng ở đây là 2.110, đúng không? Và cái những cái chi tiết này có vai trò quan trọng, nó phản ánh chân thực, rõ nét thông tin cũng như là cái sức tàn phá mà cái trận sóng thần này gây ra. Câu 4, văn bản sử dụng những loại phương tiện phi ngôn ngữ nào và nhận xét về hình ảnh hiệu quả biểu đạt của chúng? Thì chúng ta thấy trong văn bản, tác giả đã sử dụng một số loại phương tiện phi ngôn ngữ như là hình ảnh và số liệu. Hình ảnh qua việc là sơ đồ tóm tắt cơ chế hình thành sóng thần, và hình ảnh là cái thảm họa sau khi mà sóng thần quét qua một ngôi làng ven biển, đúng không? Và cái số liệu là những số dữ liệu mà ngày sóng thần xảy ra này và số người thiệt mạng của tiền của, đúng không? Hiệu quả sau khi mà chúng ta đọc những cái số liệu đấy và nhìn hình ảnh thì chúng ta thấy đoạn văn miêu tả trở nên rõ nét và người đọc dễ hình dung hơn về cách hình thành cũng như hậu quả tàn phá của sóng thần. Câu 5. Sau khi đọc văn bản thì em hiểu thêm gì về sóng thần? Thì chúng ta có thể thấy sau khi đọc văn bản chúng ta hiểu rõ hơn về cái cơ chế hình thành sóng thần, cùng với đó là các nguyên nhân gây ra các thảm họa sóng thần, và cuối cùng là hậu quả cũng như sức tàn phá mà mỗi đợt sóng thần gây ra cho nhân loại. Câu 6. Dựa trên những hiểu biết của em về sóng thần, hãy thiết kế một cái áp phích để hướng dẫn mọi người làm những cái việc cần làm khi xảy ra sóng thần. Thì ở đây cô cần nêu ví dụ về hai cái áp phích, ví dụ như là cái áp phích bên trái là sóng thần đang ập tới này thì chúng ta cần phải làm gì. Ở đây có bao gồm những cái nguyên nhân, định nghĩa nguyên nhân, các dấu hiệu và cái nguy cơ mà sau khi mà sóng thần ập đến. Còn cái phần 2 là đưa ra cái định nghĩa, những cái điều cần chú ý và đưa ra một cái ví dụ về cái trận động đất cực lớn ở Nankai, Tozafu. Chúng ta có thể thiết kế một cái áp phích giờ giống như thế này. Vậy vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu xong văn bản bạn đã biết gì về sóng thần. Thì cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở video tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.